Bản Mó Hém và xóm Ké, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình là hai bản nằm ven lòng hồ Hòa Bình. Tận dụng mặt nước của vùng lòng hồ sông Đà, người dân nơi đây đã phát triển nghề nuôi cá lồng, mở ra một hướng sản xuất mới, góp phần tăng thu nhập, nâng cao đời sống. Trước đây, khi mới triển khai mô hình này, nhiều gia đình gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, được sự hướng dẫn của chính quyền xã, huyện từ việc làm lồng đến việc chọn giống và cách nuôi để áp dụng vào thực tế chăm sóc và phòng bệnh cho cá. Đến nay, nhiều bè nuôi cá lồng của người dân nơi đây đã phát triển tốt, cá khỏe mạnh, lớn nhanh và không có dịch bệnh, tạo ra nguồn thu nhập khá cho nhiều hộ dân nơi đây. Cũng hy vọng là nó có một cái nguồn hay có một cái nhà đầu tư gì, thứ nhất là cám, cùng đầu tư là nguồn cám về cho bà con ở đây nuôi cá ấy, là có mối đầu tư cám này, xong là có mối tiêu thụ cho bà con này, với lại có những cái lớp tập huấn để cho bà con nắm bắt được những kỹ thuật nuôi trồng để cho nó đảm bảo cá nó không bị chết. Bên cạnh việc mua con giống đảm bảo chất lượng từ các cơ sở uy tín, người dân nơi đây sử dụng nguồn thức ăn chính là cám trộn với các loại cá tép tươi. Đây chính là bí quyết tạo nên chất lượng đặc trưng và thương hiệu riêng của cá vùng lòng hồ sông Đà tại Hòa Bình. Tỉnh cũng đã hỗ trợ các cái hộ cũng như các doanh nghiệp nuôi cá, đó là quảng bá giới thiệu sản phẩm ở một số đô thị lớn như là Thành phố Hồ Chí Minh rồi Hà Nội. Tuy nhiên là chúng tôi cũng phải tiếp tục nâng cao chất lượng, nhất là tìm các loại giống cá thực sự là chất lượng, nghiên cứu để có cái chế biến làm cá hộp để tiêu thụ được dài hơi hơn và đi xa hơn. Với việc áp dụng tiến bộ kỹ thuật cùng với sự đồng hành của chính quyền địa phương trong việc xây dựng thị trường, xây dựng thương hiệu, hy vọng rằng những mô hình nuôi cá lồng đạt tiêu chuẩn sẽ được hình thành và nhân rộng, giúp tỉnh Hòa Bình đánh thức được tiềm năng vùng lòng hồ.